Fred đổi người đại diện, mở đường chia tay Man U. Tiền vệ Fred vừa quyết định thay người đại diện nhằm đàm phán với các câu lạc bộ khác để mở đường chia tay Man U trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Fred chia tay Zlatan Donetsk để đấu quân cho Man U vào hè 2018 với giá 50 triệu bảng. Mùa giải vừa qua, anh có 56 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 6 bàn thắng và thực hiện 6 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Tuy nhiên, huấn luyện viên Erik ten Hag đã quyết định thanh lý Fred nhằm có thêm kinh phí tái đầu tư vào thương vụ khác. Hiện tại, tiền vệ người Brazil đang nhận được sự quan tâm từ Fulham và một số câu lạc bộ ở Ả Rập Saudi. Được biết, mức giá mà Man U yêu cầu cho Fred là 20 triệu bảng. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn thời hạn 1 năm. Mặc dù rất muốn gắn bó lâu dài với Man U, song do không nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên ten Hag nên Fred đành quyết định ra đi. Hiện tại, cầu thủ 30 tuổi vẫn đang cân nhắc những lời đề nghị dành cho mình, bất chấp việc anh đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington để tập luyện cùng các đồng đội. Mới đây, Fred đã quyết định sa thải người đại diện cũ để chuyển sang hợp tác với Marcelo Pezzinati, người đại diện của tiền đạo Gabriel Jesus, Arsenal. Giới chuyên môn cho rằng, hành động này chứng tỏ tiền vệ sinh năm 1993 đang chuẩn bị chia tay Man U.